Hàng đâu? Tiền đâu? Xem hàng sẽ có tiền. Đồng chí Thắng, cho bảo vệ hiện trường, lập biên bản thu giữ tang vật, gọi xe cấp cứu giải quyết thương vong. Rõ. Yeah!
Báo cáo anh, đây là hung thủ. Còn những nạn nhân nằm ở trong nhà. Các đồng chí cho tiến hành bảo vệ hiện trường. Rõ. Chỉ trong vòng 6 tháng, cả nước đã có 11 vụ ngáo đá giết người thân. Vụ này ba mạng, chỉ có cháu bé 3 tuổi đang ngủ còn sống sót. Cho đến bây giờ, thằng này nó vẫn chưa dứt cơn ngáo, cho nên anh em vẫn chưa lấy được lời khai của nó. Đau xót quá các đồng chí ạ. À. Thật là đau xót. Thế nhân thân của nó thế nào? Dạ, báo cáo, hắn là con lớn trong một gia đình. Thi trượt đại học, bị bạn bè lôi kéo rủ rê nên mới bập vào đá đấm nhỉ. Bọn nghiện bây giờ là quay sang chơi ma túy đá để nhanh phê. Cái thứ này thì đánh thẳng vào hệ thần kinh, gây ra cái chứng là loạn thần hoang tưởng. Đặc trưng của cái hiện tượng này là ảo giác, ảo thị, ảo thanh. Báo cáo, mấy tên đợt trước mình đưa đi cai còn khoe khoang là chúng nghe thấy ánh sáng và nhìn được âm thanh. Mấy cái ngữ như vậy tốt nhất chúng ta nên tránh xa, chứ lại gần có khi là đổ máu oan đấy. Sao đồng chí lại có suy nghĩ đó? Cô Lam là một sinh viên của học viện cảnh sát đang thực tập ở dưới huyện, đã dám đối mặt để cứu cái ông mà bị thằng Tòng chém. Ai cũng lo cho mình như cậu á thì chết à? Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ. Dạ, thưa thủ trưởng. Nghe nói là cô bé này đang học khoa ma túy và sắp tới sẽ ra trường. Nếu được đưa về đội của chúng ta thì quá tốt. Đội đang rất cần những người song sáo và nhiệt quyết như vậy. Báo cáo giám đốc, đơn vị tôi cũng đang cần bổ sung một số cán bộ trẻ. Đề nghị ban giám đốc lưu ý trường hợp của cô Lan. Ồ, cái đó thì có khó gì đâu. Tôi đồng ý, tôi sẽ ưu tiên tối đa cho các đơn vị mũi nhọn chủ công. Đến việc thì anh cứ làm đề xuất nhé. Cần lấy ai anh ghi rõ trong báo cáo đó. Công an tỉnh sẽ có bằng khen cho cái học viên thực tập đó. Mẹ. Con. Bố đâu rồi mẹ? Bố vừa đi ra sau vườn con ạ. À mà này, mẹ nghe loáng thoáng anh Phú ở công an phường, anh bảo thấy con đánh nhau với thằng Ngáo. Mà con nhà ai vậy con? Còn gái có đứa biết tí võ vẽ ra đường đánh nhau thế, ai người ta để ý nữa. Mẹ ơi là mẹ, đó là cậu học sinh Ngáo đá bị ảo giác nên là cầm dao chém lung tung, chém chết cả gia đình cậu ấy đấy mẹ. Trời ơi,
Nguy hiểm như thế tại sao con đánh nhau với nó? Con đâu có đánh nhau, con chỉ tìm cách ngăn cản cậu ấy thôi. Ngăn thế nào được, nó cầm dao cơ mà. Lần sau ấy, thấy những chỗ đánh nhau ấy, con tránh xa ra, không thiệt đến thân đấy. Bà nói thế mà nghe được à? Con mình nó là công an, giữa đường gặp chuyện, nó ra tay như thế là đúng rồi. Nhưng nó là con gái. Con gái cũng là công an. Thôi, bố mẹ đừng có cãi nhau nữa. Con tranh thủ về chào bố mẹ, rồi chiều phải quay lại trường rồi đấy. Ừ, bố nghe chú Phú nói rồi. Bố dặn nhà mình phải kín miệng chuyện này, chờ sự chỉ đạo của cấp trên. Thế chiều con phải đi ngay à? Để mẹ nấu cơm ăn xong đã rồi đi. Vâng, con đói lắm rồi đây mẹ. Rồi mẹ nấu tí là xong thôi. Chưa nay được xem YouTube ấy, người dân quay bằng điện thoại, post lên. Nhìn cái thằng nó hâm hố, chỉ vài đòn hạ gục thằng Tòng cho trước mắt. Bắt xong thằng Tòng xong ấy, nó bỏ đi luôn, không nhìn mặt đâu. Anh ta đeo khẩu trang, hành tung rất là bí ẩn, nhưng lại rất là giỏi võ. Mà dân giỏi võ vùng này chỉ có học trò của võ sư Ngô Xuân. Võ sư Ngô Xuân, ông ta là ai? Dạ, là đại võ sư Phái Nhất Nam, nhà ở gần trường tiểu học. Học trò của cụ rất là đông. Kẻ biết được anh chàng ấy là ai thì tặng cho anh ấy cái bằng khen. Hiệp sĩ đường phố bây giờ rất đáng biểu dương. Chúng ta không thể có mặt mọi lúc mọi nơi khi người dân gặp nguy hiểm, cho nên sẽ xác minh bằng được địa chỉ của cậu ấy nhé. Cho công trần nóng lên. Bà chị cho em hỏi, anh Tuân Sứt có ai qua đây không? Không biết. Anh Tuân Sứt bao biên hàng ngoài. Đã bảo không biết. Này, có một con hàng rất đáng ngờ, nó đang dò hỏi về đại ca. Ê! Thằng kia, mày đang nào? Bấm coi anh gọi, điếc tai bố mày. Xuống xe, bố mày kiểm tra giấy tờ. Con lợn này, mày là thằng nào? Vào vùng này làm gì? Vào làm gì? Kệ bố mày. Thằng này láo, mày vào đây là phải xuất trình giấy tờ, biết chưa? Bọn mày là cái gì mà tao phải xuất trình giấy tờ? Mày đang chó này, giết nó cho tao. Không cần nói, luôn cần làm để thấu hiểu. Không cần thấy, luôn đứng thân bài nhược tiểu. Thiên thần cất đuôi đeo mặt nạ ác, mang trên vai một cân đang tìm một chân lý. Bao đôi mắt nhìn theo xem thường và dè biểu. Thầm lặng không cần người khác hiểu. Chầm lặng sứ mệnh nằm trên vai. Bước trong ngay trước mặt anh không thể khoanh tay. Mắt anh chứng kiến nhiều tội ác con người ướm mầm. Phát trôi vứt căn hóa bạn cánh tay cổ thụ. Tai anh nghe thấy nhiều tội ác con người giam cầm. Bao người bao nhà biết bao đêm không thể ngủ. Làm sao đưa nó ra ánh sáng? Làm sao? Làm sao trừng phạt cho thích đáng? Làm sao? Làm anh tin tưởng như tiếng sóng. Kết thúc chuyện này bằng dấu chấm. Trong nhân gian đầy ai xa đoạn, tai ta nghe lời theo bóng ma. Hắn ta mang tội lỗi chất chồng, tay ta gieo nhiều chuyện thương vong. Có đâu ngờ những ông buồn khiến ta thành loài thú trong chuồng. Tương lai đâu, tương lai đâu, sao chẳng thấy. Ta lao theo không nghe ai vì ta dấy. Không ai thăm, không ai chăm, đời ta như trắng tay. Những ký ức bỗng thức giật dây bỗng tắt ngay.
Vâng. À. Mãn nhãn anh Đức ạ. Có lẽ cả đất nước Việt Nam không có một công trình nào vĩ đại như thế này. Nó mọc lên giữa núi rừng Hưng Hòa. Thật là một kiệt tác. Ừ, mời các anh. Ờ, vâng. Anh Đức ạ, công trình này hoàn thành thì chắc chắn sẽ đưa được vào kỷ lục Guinness đấy ạ. Cảm ơn các anh các chị quá khen. Mời các anh các chị. Vâng. Báo cáo các anh chị, lãnh đạo địa phương và các anh em nhà báo, công trình resort này là bao nhiêu tâm huyết của anh Quách Đại Đức, Chủ tịch Tập đoàn Quang Linh dành tặng cho đồng bào địa phương để tạo điểm nhấn nhằm phát triển du lịch và kinh tế tại khu vực cực kỳ khó khăn này. Tạo công ăn việc làm cho bà con ở vùng địa phương. Quả thật, đây là một doanh nghiệp có tấm lòng vàng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Ông Đức này ấy, thì vua biết tên, chúa biết mặt. Nhân dân cả nước đều biết anh ấy. Anh là một Bill Gates của Việt Nam đấy. Cảm ơn các anh quá khen. Nhưng thực sự là tôi thấy còn xấu hổ lắm. Đã làm được gì đâu ạ. Chẳng qua là cũng góp một chút nho nhỏ vào cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn. Tôi hy vọng khi công trình này được hoàn thành cùng với một chuỗi các công trình chúng tôi đang đưa vào đầu tư tại đây sẽ một phần tháo gỡ khó khăn với địa phương. Xuất phát từ ý tưởng nào mà anh lại cho xây dựng một công trình trên cả tuyệt vời như thế này ạ? Bởi vì đây là một vùng đất rất giàu tiềm năng du lịch. Cảnh quan thiên nhiên ở đây thì thật là kỳ thú. Nói tóm lại là chúng ta đang ngồi trên một mỏ vàng mà vẫn bị cái nghèo khó nó bao bọc. Bởi vì sao? Bởi vì địa phương chúng ta còn thiếu trầm trọng các cơ sở vật chất, dịch vụ để phục vụ khách đến du lịch và nghỉ dưỡng. Xuất phát từ đó thì chúng tôi đầu tư công trình ở đây. Một phần cũng mong rằng là cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ và xóa đói giảm nghèo cho bà con, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho bà con, nhất là bà con dân tộc vùng thiểu số. Anh kỳ vọng gì từ cái dự án lần này ạ? Trong khi có thể có nhiều cái gói đầu tư khác cho hiệu quả cao hơn. Tôi nghĩ thì đơn giản thế này thôi. Tôi nhớ là có một câu Phật dạy rằng là khi ta tặng hoa thì hương thơm ở tay ta sẽ lưu lại rất lâu. Ở cõi tạm này thời gian thì rất ít. Nhưng khi có sức khỏe, chúng ta làm thật nhiều việc thiện, việc tốt, được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì khi về với đất rồi thì có ai mang, đấy, có phải không ạ? Anh xem, vừa giàu có, vừa nhân đức, đúng tên như người, Quách Đại Đức. Trên thế gian này, được mấy ai như vậy đâu. Khéo khi rửa tiền cũng nên. Chứ doanh nghiệp bây giờ người ta bỏ ra một đồng, người ta cũng tính toán hết cả. Anh ấy cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Phải có người này người kia chứ. Thưa ông chủ, em có mặt. Thưa ông chủ, em đã xâm nhập và tìm hiểu rất kỹ. Hắn ta là một đại gia rất là có tiếng. Ngoài ra thì hắn ta còn có một mối quan hệ rất là sâu rộng với các quan chức của tỉnh. Hắn sẵn sàng chia hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ các công trình phúc lợi xã hội của tỉnh mình. Theo suy đoán của em thì rất có thể hắn là sân sau của một quan chức nào đó. Bởi vì gần như tất cả các công trình trọng điểm của tỉnh hắn đều trúng thầu ạ. Tốt thôi, hãy tìm hiểu thật kỹ xem ai đã trúng lưng cho hắn. Dạ, em biết. Và cử người giỏi nhất của mình cài vào tập đoàn của hắn, lấy toàn bộ thông tin về đây. Dạ, việc ấy sếp cứ yên tâm ạ. Huy đạt. Thần Toàn thế nào rồi? Dạ, mọi việc vẫn tốt. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của em. Tốt. Thôi, đi lo công việc đi. Dạ, em xin phép ạ.
Công việc của anh á, có vẻ rắc rối ha. Nhiều người đàm tiếu, nói bố Hồng á hả? Ép lãnh đạo công an bổ nhiệm người tuổi trẻ tài cao như anh. Đứa nào thối mồm thế? Để tôi phang cái bình vào mặt nó luôn. Anh chấp chỉ mấy cái chuyện đấy, miệng thiên hạ mà. Mà bố bên anh ra mặt ấy thì lộ hết. Ông Hoạch á, thế nào rồi anh? Cái hôm rồi ông trả lại cái phong bì tiền á, em thấy có vẻ ông không có ủng hộ anh lắm. Tôi nói cho bà nghe nhé, ở cơ quan này ấy, có mấy đứa gàn dở lắm, ra cái điều ta đấy trong sạch. Nhưng mà tôi biết tổng rồi, mẹ toàn làm hàng thôi. Hay là em lên chùa em coi nào. Coi gì, xem gì? Thì oan gia trái chủ á. Nghĩa là sao? Em coi thử là kiếp trước anh có nợ nần gì mấy ông không, để em biết em cúng em tiễn vong đi. Chứ anh làm hoài em không thấy anh lên trước. Mà tuổi anh càng ngày càng cao rồi. Này, bà hết khôn rồi ta dạy à? Hả? Bà mà cứ nghe mấy cái thằng dở hơi như thế á, vừa tốn tiền mất thời gian, giải quyết vấn đề gì? Anh không biết thôi. Ông thầy này ông hay lắm, cái chùa này linh lắm. Để mai em lên coi như nào. Tôi nói cho bà biết, cái thời buổi bây giờ ấy, có nhiều thằng buôn thần bán thánh nhá, đông như con Nguyên ấy. Bà mình cứ sai đà vào đấy á, có ngày á sập cả đời nhá. Anh á, ăn nói bổ báng như vậy á, chả trách sao. Chỉ có cái chiếc bé tí như cái hạt đậu vậy á. Chê chồng à? Sáng qua em gặp bà Xuân nhà ông Đức á. Sao? Gặp ở nhà bố Hồng, em thấy nói chuyện một hồi cũng có vẻ hợp á. Bà nói là bà tài trợ một dàn xe cho việc công tác á. Em nghĩ cái này anh nên hợp tác với ông Đức đi, em thấy hay lắm á. Interpol vừa cho biết Philippines bắt gần 1 tấn ma túy đá giấu trong container đồ nông sản xuất đi từ miền Nam. Cái số hàng này á, nó có nguồn gốc và cái cách ngụy trang là giấu ở trong các cái thùng loa rồi các cái túi chè hút chân không, giống như là tang vật ở các vụ anh Hà vừa báo cáo. Qua các vụ chúng ta được biết là đã bắt nổi lên hoạt động của nhóm tội phạm người Đài Loan, Macau. Chúng đã thành lập các công ty bình phong ở các tỉnh phía Nam để sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ ma túy với số lượng cực lớn. Đây là xu hướng rất đáng lo ngại. Nó có thể sẽ ảnh hưởng tới tình hình hoạt động tội phạm ma túy ở nước ta. PC04 dương tất cả các loại anten lên, nắm bắt tình hình, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời. Đó. Uống nước đi anh. Dạ vâng. Sao? Có chuyện gì vậy? Ngày hôm qua tôi có tham gia phái đoàn thám sát cái công trình của cậu Đức tài trợ. Ừ. Hoành tráng, đẹp lắm anh ạ. Vị trí tất cả là gần 4.000 tỷ đấy. Khiếp. Tiền như lá tre ấy nhỉ. Thế có xin lại tỉnh cái dự án nào không? Bỏ ra một mớ như thế mà không xin gì á, đem đầu tôi ra mà chặt. Việc ấy thì tôi không rõ lắm. Ừ. Nhưng thấy cậu ta thân với các cụ lắm. Ngay hôm qua cậu ta lại tài trợ tiếp 3 con xe đời mới nữa, nói là để đón quan khách đến nơi nghỉ dưỡng. Tôi có đọc báo rồi. Có tờ còn giật tít là doanh nhân có tấm lòng Bồ Tát. Mà liên quan gì tới tôi mà hỏi ý kiến tôi nhỉ? Vâng, thưa anh, là trong bữa cơm ngày hôm qua, cậu ta có ngỏ ý là muốn tặng công an tỉnh 2 con xe đời mới và cả 20 con xe mô tô đặc chủng. Tôi không dám nhận lời vì chưa có ý kiến của anh. Bỏ ra cả mớ tiền như thế, anh ta được cái gì? Anh đã ghi quá. Theo tôi nhận định thì tay này không mù mè như những người khác đâu. Tầm phú gia địch quốc như vậy mà có tấm lòng với quê hương thì tốt quá. Cỡ như anh ta thiếu gì nơi mời anh ta đến đầu tư anh. Tôi thì tôi chưa tin lắm. Nhưng mà thôi, để tôi suy nghĩ thêm nhé. Vâng,
Nếu anh đồng ý, tôi giao việc này cho cậu Tuất bên PC04 xử lý việc này. Cậu ta ngoại giao rất tốt. Mày ở đâu đến đây? Sao biết anh mày mò đến? Em mới ở trại Xuân Lập ra. Mấy hôm trước có qua trại Bình Ca thăm thằng Ba. Nó có gửi cho anh lá thư. Mày đồng nhỏ à? Vâng. Tìm kiếm việc làm đấy à? Thì em mới ở trong trại ra, chưa có việc gì làm. Nhờ anh nói với anh Tuấn Sứt một tiếng, xem có việc gì làm không. Thôi được rồi. Để tính mày là bạn của thằng Ba, tao nhận. Vậy thì tốt quá. Thế công việc mình là gì hả anh? Uống đi. Công việc chính của mày ấy, kiểu hàng qua đường biên, đánh hàng gián giết 33 qua đó, rồi mang rượu, thuốc lá, hạ đệ tử về bên này. Thế thì thông với bên phòng hải quan rồi chứ anh. Việc của mày ấy là vác, mọi thứ khác ấy chưa đến lượt mày lo. Vâng. Anh này, em nghe nói trên này băng thằng Báo Cửu cạnh tranh nhà mình ghê lắm hả anh? Sao mày biết? Cái chuyện này thằng trẻ con ngoài đường nó cũng biết. Thế nó con trẻ nhà mình lắm không anh? Ngoại là thiên sư nhỉ, nó nghĩ mà vẫn được cay. Mà đợt vừa rồi ấy, nó tuyển mấy thằng cũng số má phết. Để ca kia yên tâm, thằng em có chút nghệ, cỡ dăm bảy thằng em ăn gỏi được. Được. Nếu mày tốt võ, anh cho Tháp Tùng làm vệ sĩ. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Mà tuần trước bên nó vừa va bên mình xong, anh đang tính xử bọn này kiểu gì thì đúng lúc mày lên. Mày tính sao? Anh cứ chấm thằng nào đi, em chỉnh hình cho nó luôn. Được, để anh tính. Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nhẹ bước trên phong trần, trong vắng yêu thương chìm sâu những lặng cấm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai các bố nhận hai tìm mình trong cơn mơ đau. Trong phong lòng ta rực lửa khát khao, tìm mình trong băng giá bao nhiêu cao, từ trong công nín bao cồn cao, miền xưa quên nhớ những hẹn thề, mình ta soi bóng trên lối về, đồng hành trong những bước chân cỏ dài, đời ta như bóng đêm miệt mài, niềm tin thắp sáng bao cuộc đời, bình minh sẽ đến. Cây giá cậy thần, thần cậy cây giá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.